Thủy Tiên quay lên vlog, bị đào lại hậu trường chụp ảnh cực ngột, nàng còn nũng nịu bên chàng. Hiện tại, cặp đôi Thủy Tiên quăng lên vlog đang được cư dân mạng nhiệt tình đẩy thuyền. Chính vì vậy, mọi khoảnh khắc ngọt ngào của cả hai đều khiến hội tipper thích thú. Thủy Tiên sau đăng quang Miss Grand International, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, vẫn luôn nhận sự quan tâm lớn của người hâm mộ. Mới đây, Thủy Tiên đã có chuyến công tác tại Angola, Châu Phi, nơi nhóm của quăng lên vlog đang sinh sống và làm việc. Tại đây, Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2021 sẽ nghiệm thu hai giếng nước sạch và bàn giao cho người dân địa phương sử dụng. Chuyến công tác đến Châu Phi của Thủy Tiên gây sự chú ý lớn trên cộng đồng mạng. Được biết, công trình có thể giúp cho khoảng 300 hộ dân khó khăn có cơ hội được dùng nước sạch. Bên cạnh công tác nghiệm thu và bàn giao giếng nước, Thủy Tiên còn có nhiều hoạt động khác như tham gia trồng cây, thăm bản nông nghiệp, cũng như gặp chính quyền sở tại, lãnh đạo địa phương. Tuy nhiên, điểm nhấn phía sau loạt ảnh của chuyến thiện nguyện này chính là bình luận đại thuyền của cư dân mạng đối với Hoa hậu Thủy Tiên và Quang Linh Vlog. Trên nhiều diễn đàn mạng, không ít chủ đề được tạo ra để thuyền tình mau sớm cập bến. Những khoảnh khắc đồng hành của Thủy Tiên và Quang Linh Vlog tại Angola nhận được sự yêu mến của khán giả. Theo đó, từ khi Thủy Tiên đặt chân tới Angola, Quang Linh Vlog liên tục có hành động quan tâm như hỏi thăm, dặn dò nàng hậu giữ gìn sức khỏe. Loạt khoảnh khắc Quang Linh đứng ngồi không yên khi đi đón Thủy Tiên hay cùng nhau lấy nước giếng khoan trên các diễn đàn, dân mạng liên tục kêu gọi đẩy thuyền cho cặp đôi trai tài gái sắc. Mới đây, loạt hậu trường chụp ảnh vào tháng 2 của cặp đôi bất ngờ bị đào lại và càng khiến người hâm mộ phải đẩy thuyền. Cụ thể, loạt hậu trường chụp ảnh của Thủy Tiên và Quang Linh cực đáng yêu, ngọt ngào. Qua loạt khoảnh khắc được chia sẻ, Thủy Tiên diện mẫu đầm bệt vai, tông vàng nhạt biểu đà, thiết kế không ôm body nhưng khéo khoe xương vai xanh và phần thân trên mảnh khoảnh của mỹ nhân sinh năm 1998. Buổi chụp ảnh lấy ý tưởng không gian hoa nhẹ nhàng, hòa hợp với thiên nhiên nên cô cũng không nặng nề phụ kiện. Mỹ nhân gốc Đài Thành sử dụng màu son đỏ, nhấn phần môi và vuốt tóc ngược lên như nữ thần. Quang Linh Vlog cũng chỉnh chu không kém khi diện bộ vest tông xanh nõn chuối có sự đồng điệu trong màu sắc với mẫu đầm mà Hoa hậu Thủy Tiên mặc. Vốn được khen ngợi điển trai và duyên dáng từ trước nên khi có một ekip chuyên nghiệp làm hình ảnh cho, anh chàng lại càng nổi bật, thần thái không kém ai. Tuy nhiên, điều người hâm mộ đặc biệt chú ý là biểu cảm đáng yêu của Thủy Tiên. Lần đầu tiên thực hiện bộ ảnh với một nhân vật nam không phải mẫu chuyên nghiệp nên cô cũng chú tâm từng bước, thậm chí là người hướng dẫn và giúp Quang Linh Vlog thoải mái hơn khi chụp ảnh. Ánh nhìn trìu mến của mỹ nhân sinh năm 1998 dành cho người bạn của mình khiến dân tình không khỏi trầm trồ. Có nhiều khoảnh khắc, cặp đôi ngọt ngào và thậm chí được fan khen có nét phu thê. Được cộng đồng mạng mệnh danh là thánh biểu cảm nên khoảnh khắc ở hậu trường các buổi chụp ảnh của cô luôn phong phú và có những khung hình khiến người xem bật cười. Tại đây, fan còn soi ra những lúc Thủy Tiên nũng nịu với Quang Linh Vlog. Sau khoảnh khắc này, dân tình lại được dịp đẩy thuyền nhiệt tình cho cặp đôi. Trước đó, nàng hậu đã khiến dân tình đứng ngồi không yên khi tung tính về sự kết hợp cùng YouTuber Phạm Quang Linh trên trang cá nhân. Theo đó, vào đúng ngày Valentine, lễ tình nhân 14 tháng 2, cặp đôi đã gặp mặt và sánh bước trong một sự kiện vô cùng quan trọng. Tại đây, Nguyễn Thúc Thủy Tiên trở thành chủ tịch và YouTuber triệu người theo dõi sẽ đồng hành trong vai trò phó chủ tịch. Khác với hình ảnh beauty queen mọi người thấy thường ngày, Thủy Tiên ra dáng doanh nhân với bộ cánh đen lệch vai. Kiểu trang điểm nhắn môi cùng mái tóc rẽ ngôi giữa được ép thẳng càng làm nâng cấp tạo hình tổng tài cho mỹ nhân sinh năm 1998. Ngoài ra, cặp đôi cũng thường livestream cùng nhau, trò chuyện với người hâm mộ. Màn tương tác đáng yêu của cả hai càng khiến cộng đồng mạng thích thú. Trên trang cá nhân của mình, nam YouTuber sinh năm 1997 cũng thể hiện sự trân trọng khi được Thủy Tiên mời hợp tác chung. Nam YouTuber viết, rất vinh dự khi được kết nối với Miss Grand International 2021 Nguyễn Thúc Thủy Tiên. Những người trẻ đầy nhiệt huyết và đều có chung những lý tưởng đang theo đuổi, chắc chắn sẽ có nhiều điều thú vị và bất ngờ trong thời gian sắp tới giữa tem Châu Phi và Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Thủy Tiên. Với những hình ảnh hậu trường đã siêu ngọt ngào trên đây, cộng đồng mạng lại càng mong chờ thành quả chất lượng cao.